Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 104 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mô xin chân thành cảm ơn. Người Kim chúng ta chê coi trọng thực lực, không để ý bối phận, lão phu sẽ không nhường đâu, xem chiêu. Đoan Mộc Duệ đột ngột phóng tới trước, thiên ma truy hồn cháo. Chỉ sau vài chiêu quả lại, Lăng Phong đã dần chật vật. Chẳng qua, Đoan Mộc Duệ lại dường như không đánh hết sức, ngược lại vừa đánh vừa nói liên tục. Thì, truy hồn chảo này chính là một cặp với truy hồn đao của người ấy. Thế nào, có hứng thú không? À, đương nhiên là có. Lăng Phong vừa dùng đặt mà quyền vừa cười vừa đáp. Chỉ không ngờ đến, Đoan Mộc Duệ thực sự diễn giải chiêu thức cho Lăng Phong. Truy hồn cháo gồm 7 chiêu, 1 hư chiêu mỹ ảnh kinh hồng, 1 giá chiêu quỷ phụ hồn triền, 1 nội chiêu đại mạc cổ hồn, còn lại đều là thực chiêu, gồm có thiết kính cường quyền, bách cốt nhiếp hồn, quỷ trảo thảm vù, huyết vũ tỉnh phong. Đoan Mộc Duệ vừa hồ vừa đánh ra 4 chiêu ảo diệu. Truy hồn trảo, ý tứ đều nằm ở cái tên truy hồn. Trước phong tỏa địch nhân, khống chế toàn diện bốn mặt đối phương. Mặc dù tính sát thương thì không lớn, ngược lại khiến cho đối thủ không cách nào rảnh tay mà phản công, có phần tương tự truy hồn đau. Xung quanh, tuy không ai nghe được hai người đang nói gì, nhưng đều nhìn ra sự nhàn nhã của Lăng Phong. Vì vậy, không ai có ý định tiến lên hỗ trợ. Lăng Phong vừa đỡ, vừa lầm nhầm ghi nhớ, hai mắt đã sáng ngời. Hả? Đoàn thúc, còn 3 chiêu hư giá nộ kia? Chà, ngươi hơi bị thảm đấy. Ngươi còn đang nợ ta, còn đòi ta chỉ miễn phí sao? Nếu không phải hàm... ta thấy ngươi đáng yêu. Nghe vậy, trong lòng Lăng Phong không khỏi suy nghĩ. Không nghĩ đến, vừa bị đánh lại vừa học được một bộ trảo pháp, vừa chuẩn lại bổ sung đúng chỗ khuyết thiếu cận chiến cho truy hồn đau, cái mà lâu nay hắn thèm muốn nhất. Mặc dù Lăng Phong từng chủ trương không nhất thiết phải luyện hàng long trưởng mới vô đối về chuẩn, nhưng nếu sai phải trường pháp của bắp quá thì vẫn không có cách nào so sánh với hàng gia truyền của mấy môn phái lớn được. Hả? Nhưng vì sao Đoan Mộc Duệ lại làm vậy? Lăng Phong vừa đánh nốt một bài thăm dò ý tứ. Đoạn thúc, hay là tiện thể nói một chút thiền mà bí pháp luôn cái nhé. Hả? Ngươi muốn luyện sao? Đoan Mộc Duệ cười bí hiểm. Lăng Phong liền gật đầu lìa lịa. Đúng đúng, đương nhiên, dù sao cũng không thể để võ công thiền mà bị bằng tiếng xấu. Lăng Phong hỏi vậy nhưng lại nghĩ, nếu Đoan Mộc Duệ mà thoải mái chỉ nốt bí pháp như vậy, tất có ẩm mù, hắn cần phải phòng bị. Dù sao công pháp chạy ra chợ trời dạo một vòng được canh giờ cũng có thể mua được vài trăm quyển, đừng nói là truy hồn trảo, liền truy bưởi trảo cũng còn có. Hơn nữa thủ pháp quyền cưỡng khá là dễ học lén, cao thủ có mắt quan sát, giao thủ 1-2 lần là nắm sơ sơ chiêu của đối phương ngay, thiên hạ không thiếu người có khả năng này. Cũng chỉ có tâm pháp, thần pháp là đặc thù, nếu không được truyền đạt khẩu quyết căn bản không thể giao đấu mà học lén được. Ở chợ đen, ngoài mấy quyền luyện đạo dẫn, hít thở cơ bản ra, căn bản là không thể mua được. Đoan Mộc Duệ đánh ra một chiêu quỷ trảo tham u, rồi cười cười nói. Thì, muốn học bí pháp thì không khó. Chẳng qua, bản bí pháp mà ta đang luyện có hơi khuyết thiếu một chút. À, khuyết thiếu thì không sao cả, có là được rồi. Có sao đấy, bởi vì ta luyện 20 năm mới hiểu được một chút thôi. Lăng Phong trợn mắt. Hả? Nhưng 20 năm? Vậy bản không khuyết thiếu thì bao nhiêu năm? Thì nhanh hơn một chút. 19 năm. Vả lờ.
Lăng Phong trong lòng biết rõ lão này đang đùa cợt hắn. Đoan Mộc Duệ coi bộ đoán ra suy nghĩ của Lăng Phong, lại nói: mà để mặt cho quen biết, ta lại có thể nói cho người một chút. Thiên Mã bí pháp, bí quyết nằm ở một chữ thôi, đó là nghịch. Hả? Nghịch? Chẳng lẽ là nghịch hành kinh mạch sao? Nghịch hành kinh mạch chính là một trong những ý tưởng phổ luyện khí mà những kẻ tự cho là thông minh thường theo đuổi. Tỷ dụ Âu Dương Phong, đại khái chúng bay luyện khí đều một chiều, còn ông đây là cao thủ phải khác người, ông luyện lộn ngược lại cho chúng mày xem. Lăng Phong thì không muốn liều lĩnh làm vậy cho phí công, hắn còn có thần công thập nhị mạch vẫn chưa có sở đến. Đoan Mộc Duệ lại tưởng Lăng Phong bị chương nghịch của ỷ dân dắt, cười mà mạnh: thì để ý rồi có đúng không? À, thì đúng là có để ý một chút, mà Đoàn Thúc chứ không phải nói được cái khẩu quyết chứ? Thì ngươi nói hay quá đấy, lo mà trả lại cây đào cho ta đã. Đúng lúc này Đoan Mộc Duệ đột nhiên giật cổng kích: thôi không có đánh nhau nữa. Hả? Sao vậy? Thì cô ta đi rồi, có đánh làm cái gì nữa? Đoan Mộc Duệ thản nhiên, Lăng Phong lại không hiểu ra sao. Bỗng nghe phía sau chỗ đám ngũ thở có tiếng động. Hả? Thiên Diện, cô làm gì? Chỉ thấy Thiên Diện không biết từ lúc nào đã giật vận khí, một tay ôm lấy giật rượu chân, bất thình lình đột phá về phía xe châu. Nàng ta nhanh như cắt chụp lấy cô nương Phỉ Yến, rồi cứ thế nhẹ nhàng kinh công rời đi. Toàn bộ huynh đệ đều chỉ có thể trợn mắt ếch nhìn, căn bản không thể ngăn kịp. Lăng Phong nhớ đến chuyện gì hổ lớn: mà Thiên Diện, chuyện đoạn cất đọc kia cô có chưa nói cho ta biết? Thiên Diện chỉ để lại một câu mơ hồ: nếu ngươi đã từ chối tìm lại ký ức, vậy thì vinh viễn cũng đừng hòng biết. Hả? Đoạn cần nhẫn, liệu nó có liên quan gì đến ký ức của Lăng Phong? Có tiếng Thành Bích nhắc bên cạnh: Phi Yến bị bắt đi, chàng mặc kệ sao? Chứ ta biết làm gì đây? Lăng Phong nhìn theo tiểu cô nương Phi Yến, tuy có chút áy náy nhưng cũng không biết phải làm gì. Nếu cô bé là một tướng hồn đi theo Thiên Diện có khi lại phù hợp. Quả thật mấy ngày để cô bé ở bên cạnh, Lăng Phong cũng không biết phải sắp xếp nó ra sao. Nhìn Lăng Phong có vẻ suy tư, rồi lại nhìn bóng Thiên Diện đã mờ, Thành Bích bỗng như có tâm sự, nói: nếu có một ngày ta cũng xấu như vậy, chàng còn yêu ta không? Dù nàng có xấu như mẫu dạ xoa, ta vẫn sẽ yêu. Thành Bích bỗng sụp mặt: hả? Khoan đã, chàng từng nghĩ ta là một mẫu dạ xoa? À không, ta chỉ ví dụ thôi. Hả? Vì sao cái gì không lấy lại lấy mẫu dạ xoa? Lăng Phong toát mồ hôi đi giải thích: thì dạ xoa thì cũng đâu có gì là không tốt chứ. Không đúng, ta chưa bao giờ tưởng tượng mẫu dạ xoa là thế nào cả, là tiện mồm thôi. Nhưng mà đã muộn, Thành Bính đã giận dỗi xoảnh lưng: con mẹ nó, vừa rồi vẫn còn vui vẻ nha. Lúc này Đoan Mộc Duệ lại cười nói: tiểu huynh đệ, bọn ta cũng phải đi thôi, nhớ chuộc đào ra, lần sau lão phu sẽ đến lấy. Nếu như không có đào, ta cũng không khách sáo như hôm nay đâu. Lăng Phong liền ra vẻ thân thiết níu kéo: mà Đoàn Thúc, sau này chúng ta vẫn là bạn chứ? Cái này ngươi hỏi hà buồn đấy. Tần Quyền lập tức nhảy một cái lại gần, chen mồm vào: hey, thứ ca, phải đấy, người ta tuy có xấu một chút nhưng có tình ý với huynh mà, huynh làm sao thì làm, chứ ta với Thành Vân là một cặp chắc ăn rồi đấy. Hả? Ai một cặp với tên điệu đà nhà ngươi? Nam Cung Thành Vân đều mặc sẵng giọng, còn Lăng Phong, Hàm Uẩn lại đồng thời nhìn nhau đầy khinh bỉ. Cái thằng nhãi Tần Quyền này vẫn còn kiểu thanh niên chưa vợ, quen chơi bụi hòa, căn bản không hiểu cái gì gọi là nam nữ sống chung mái nhà. Có biết Thành Bích đang ở ngày đây không? Chốc lát, đám người Đoan Mộc Duệ rất nhanh liền rời đi. Thành Bích nhỏ giọng nói: mà có chuyện này, chàng nói ở kinh thành có một cái Phong Vân Đoàn đúng không? Đúng rồi, nàng liên lạc được rồi sao? Không chỉ liên lạc được,
chỗ công vận của triều đình bên kia núi, ngoài mấy xe gấm vóc bảo vật, còn có một bức tượng Phật bằng đá quý. Nó do chính Phong Vân Đoàn của chàng đúc ra. Cũng chính vì bức tượng này quý giá lại khó vận chuyển, đoàn công vận mới chậm trễ như vậy. Hả? Cái gì? Lăng Phong trợn mắt há mồm. Hả? Nói như vậy, mấy hôm nay quân chúng sôi nổi bàn luận kế hoạch cướp bóc lại chính là cướp đồ của Phong Vân Đoàn. Bây giờ chẳng tính sao? Ai, thì còn có thể tính sao nữa, được qua đó xem tình hình. Lăng Phong lòng nóng như là lửa đốt đáp vội. Vừa muốn động thần, có tiếng nhận mã rầm rập tiếp cận. Chỉ thấy một đoàn người ngựa phi như bay tới gần. Ngồi trên con bạch mã ở giữa là một thanh niên áo quần hoa quý. Khuôn mặt gã lo lắng ráo rác nhìn ngó xung quanh. Lăng Phong suýt chút nữa không nhìn ra kia là ai. Tấn Vương Triệu Đán lúc này không khác nào một con gấu trúc, hai hốc mắt trũng xuống đèn sạm. Coi bộ mấy ngày qua vì tìm kiếm rừng rượu trần không được ngủ đủ giấc. Triệu Đán vừa nhìn thấy Lăng Phong liền hùng hổ hỏi: "Hả? Người chưa chết à?" "À, vâng ra thật là quan tâm đến tiểu nhân, mà ngày rảnh rỗi đi săn thú sao?" Triệu Đán quay đầu quét một vòng, ngay cả đại mỹ nhân như Thành Bích cũng không để vào mắt, lại hỏi: "Bản vương đang săn mã thú, rượu chân đâu?" Vậy thì đã bị mã thú mà ngài nói bắt đi rồi." "Hả? Vậy sao ngươi lại thoát ra được?" Lăng Phong bỗng một bộ buồn bã. "Ai, thì không đều do tiểu nhân không tốt." "Hả? Ngươi vậy là có ý gì?" "Ai, là thế này, Dương tiểu thư bởi vì có tài năng ăn nói, mấy hôm trò chuyện khiến ma nữ xem như tỉ muội, hai bên thân thiết vô cùng. Chỉ có tiểu nhân không biết ăn nói mới bị ma nữ ghét bỏ vứt giữa đường thế này đây. Vương gia ngài xem, tiểu nhân có phải rất là không tốt hay không?" Triệu Đán mặt đen thui, không biết phải đáp làm sao. Thành Bích bên cạnh bẩm cùa lại giống như nhắc nhở giúp Triệu Đán: "Ma nữ đó có lẽ đem Dương tiểu thư sang chỗ đoàn công vật đấy." Triệu Đán nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, lập tức phải tay về đám hộ vệ phía sau: "Lên đường!" Lăng Phong liền đỏ giọng: "Hả? Nàng chỉ cho hắn quả đó, chẳng phải tiếp viện cho quan bình sao?" Đôi mắt Thạch Bích lại lấp lánh. Đám hạo khí minh có thêm thiển diện sẽ cân bằng được với quan bình. Chẳng qua quan quân do Lưu Quảng Thế dẫn dắt, đám giang hồ đó dù có cao thủ, chỉ sợ thời gian càng dài sẽ càng dễ thất bại. Để Triệu Đán có mặt, quan binh ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, việc gì cũng phải thông qua hắn. Hơn nữa, tên Triệu Đán đó chỉ lo cứu người, quyết định sẽ không vì toàn cục, càng dễ cho chúng ta hành động. Lăng Phong tuy không muốn nhúng tay vào chuyện của Thành Bích, nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Mà đúng rồi, tình hình chỗ nàng không có vấn đề gì chứ?" "Không vấn đề, kế hoạch vẫn như cũ, sẽ giả thành quân yên tham gia cướp. Chàng sang đó chỉ cần ở chỗ bức tượng Phật bằng đá quý là được. Ta đã dặn dò thủ hạ không lai vãng ở gần chỗ bức tượng đó. Như vậy vừa tiện cho chàng giữ được vật phẩm của Phong Vân Đoàn không bị tổn thất, tiện thể lập công với quản bình, lại dễ bề báo cáo với mật thám tí." Lăng Phong về cơ bản cũng có cái ý tứ chân đạp hai thuyền, nhưng căn bản không nghĩ cận kẽ như Thành Bích, không khỏi nhìn lại Thành Bích để ưu yếm. "Hả? Ai nói nơi nhân xinh đẹp chỉ đè ngắm đây?" Thành Bích bị Lăng Phong nhìn chằm chằm, hai má có chút ửng hồng. Nàng còn nghĩ trên mặt mình có vết gì đó mới lúng túng sợ lại dùng nhàn, hỏi: "Này, chàng bị làm sao vậy? Hoặc ngốc rồi sao?" Lăng Phong nhún vai nắm tay Thành Bích, nói: "Không, có thế tử thần thông quảng đại ở cạnh thế này, ta còn ngốc cũng không thành vấn đề." Dẻo mép. Lăng Phong nghiêm túc lại nói: "Mà thời gian gấp gáp, xem ra bây giờ ta không nên sang đó xem." "Vậy chúng ta tạm tách ra ở đây." "Vậy là cẩn thận." "Ta chỉ ở sau quan sát thủ hạ, chàng không cần lo, chàng mới phải cẩn thận đấy. Mấy hôm nay liên tục đánh nhau, thần khí đều hỗn loạn cả rồi." Lăng Phong cười nhợt nhạt, vừa định bước chân đi, bỗng lại nhăn mặt: "Hả? Không xong, ta không đi được rồi." "Hả? Chàng sao vậy?" Thành Bích không hiểu ra sao, thấy Lăng Phong có vẻ đau đớn mà lại hòa dùng thất sắc. Lăng Phong khó khăn nói: Bỗng nhiên cả người mỏi mệt, tay chân không cử động được." Thành Bích lo lắng rả mặt, hấp tấp nói:
Vậy để ta gọi đến huynh đệ xem có thuốc gì. Lăng Phong khoát tay ngăn lại. À, không, không cần. Ta biết mình bị gì. Thuốc là vô dụng. Chỉ có một cách mới làm ta hồi phục được thôi. Hả? Cách gì? Thì nàng hôn ta một cái. Thành Minh biết bị lừa, đỏ mặt sang giọng đấm Lăng Phong một cái. Làm người ta lo lắng muốn chết. Nghĩ thế nào, nàng lại bên lém nhỏ giọng. Chị lên má thôi đấy. Ok. Tại thôn Độc Mộc, một đêm vào 2 năm trước. Khi nàng vừa tỉnh lại, xung quanh đã là một biển lửa. Khi nàng được cứu ra ngoài, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Qua một ngày, nàng mới biết mình là đại tiểu thư Triệu gia, huynh trưởng tên là Triệu Lam, một hào kiệt nổi danh trong vùng. Nàng biết mình không phải là Triệu Nguyệt Nga kia, bởi cô ta đã chết trong đám lửa đó. Nhưng nàng lại tuyệt nhiên không nhớ ra gì khác. Dù thế, có một sự thật nàng hiểu rõ, khuôn mặt nàng đã bị hủy. Có lẽ xuân cuộc đời này phải chôn mình trong khuê phòng tầm tối. Nhưng nàng rất muốn nhìn ngắm bên ngoài. Vì vậy, mỗi tháng vào ngày trăng tròn, tiểu thư Nguyệt Nga đều lén ra ngoài. Đại ca Triều Lam hình như biết rõ, nhưng cũng không ngăn cản. Thậm chí còn âm thầm cho người đi theo bảo vệ. Cuộc sống buồn tẻ cứ thế diễn ra nếu không có một sự kiện. Trong một lần lén ra ngoài, nàng gặp được một trung niên thần bí. Hắn tự xưng là Đại Tổng Quản. Cái tên cổ quái khiến nàng còn nghĩ là hắn đùa cợt mình. Cổ quái hơn, hắn nói nàng là một tướng hồn, ngoại hiệu là Thiên Diện. Chính xác hơn, nàng có một công pháp đặc dị gọi là Thiên Diện Thần Công. Hắn nói nàng chậm sinh vì có nhiệm vụ phải hoàn thành. Đại Tổng Quản không hề nói xuông. Hắn giúp nàng nhớ lại nhiều chuyện của kiếp trước, giúp nàng luyện thành thần công. Nàng âm thầm tu luyện thần công ở Triệu Gia Trang, không một ai, kể cả nhà hoàn hậu cận hay biết. Cho đến một ngày khác, Đại Tổng Quản lại tìm đến. Hắn dẫn nàng đến một địa phương xa lạ, ở cạnh một nơi gọi là Nguyệt Lượng Tuyền. Nơi đó vô cùng xinh đẹp, thân không khác nào là thiên đường ở hạ giới. Ở đó còn có rất nhiều người khác, hình như đều có số phận tương tự nàng. Mỗi một người đều có một dị năng. Cũng không rõ bọn họ đã đến nơi đó từ ngày tháng năm nào. Nàng gọi bọn họ là tộc nhân. Để tránh bị ngoại nhân đột nhập quấy nhiễu, tộc nhân theo dệt đủ những câu chuyện đáng sợ quanh Nguyệt Lượng Tuyền. Bọn họ thậm chí ngâm thả khí độc chắn mọi lối vào. Cũng chỉ có tộc nhân ưu tú mới biết cách trả vào. Tuy nhiên, cái gì càng thần bí thì lại càng gây hiếu kỳ. Đại Tổng Quản kể rằng, vào chục năm trước, có một giang hồ nhân sĩ tên là Tiểu Phong, bằng vào nội công thâm hậu, thế mà vượt qua Nguyệt Lượng Tuyền, hai bên phát sinh đại chiến. Sau đó, e ngại Tiểu Phong sẽ để lộ tin tức ra ngoại giới, Đại Tổng Quản buộc phải cử một nhóm sát thủ ra ngoài, truy sát Tiểu Phong diệt khẩu. Nhóm sát thủ đó cũng chính là 10 như vân sát thủ thế hệ đầu tiên. Để sau này không ai có thể tò mò truy cứu, Như Vân sát thủ giải công phát tán rất nhiều lời đồn, dựng lên câu chuyện Tiểu Phong là người Liêu nằm vùng ở Trung Nguyên, muốn nội ứng ngoại hợp với vua Liêu xâm lược Tống. Sau cùng bọn họ trà trộn vào sự kiện Nhạn Môn Quan, ép Tiểu Phong tự sát. Trần tướng cái chết của Tiểu Phong vì vậy rơi vào bí ẩn, để lại một đoạn cố sự ly kỳ cho giang hồ phương Bắc. Nguyệt Lượng Tuyền cũng phát sinh rất nhiều biến cố. Tỉ như có kẻ chán nản cuộc sống tù túng mà trốn ra ngoài, có kẻ vì ham quý quyền lực, có kẻ vì tình cảm với ngoại nhân. Thiên Diện rốt cục cũng nhớ lại, nàng thề sẽ tiếp tục bảo vệ tộc nhân, truy sát những kẻ phản bội. Nhưng Đại Tổng Quản lại nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất lúc này là tuyệt mộ. Tộc nhân đang ngày càng ít, chỉ e vĩnh viễn không hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ cuối cùng đó là gì thì chính Thiên Diện cũng mơ hồ. Nàng chỉ biết ngoài kia vẫn còn những huynh đệ tỉ muội lưu lạc. Nàng phải tìm cách đem họ trở về, giúp bọn họ lấy lại ký ức, đồng thời trốn tránh những kẻ săn linh hồn. Nàng theo lời Đại Tổng Quản trở lại Triệu Gia Trang, tiếp tục đóng vai tiểu thư Triệu Nguyệt Nga.
Thiên diện thần công không phải công pháp vạn năng. Mỗi đêm trăng tròn là lúc thần lực nàng yếu ớt nhất. Lúc đó, thần công sẽ không che giấu nổi khuôn mặt bị hủy nữa. Vào một đêm như vậy, tên háo sắc lang phong xuất hiện, nhảy luôn vào khuê phòng nàng. Thiên diện tình cờ phát hiện kẻ này là một vong hồn bờ vờ, vì vậy tìm cách giữ hắn lại. Do đó, phát sinh câu chuyện bái đường giở khóc giở cười lần nọ. Chỉ vì thần lực đang lúc yếu nhất, dùng nhàn bại lộ khiến hắn sợ hãi bỏ chạy. Cũng trong ngày hôm đó, Thiên Diện gặp một người quen từ tiền kiếp, Cố Hạo. Cố Hạo cũng đang đi tìm bí mật vòng hồn, nhưng mục đích của hắn là cho cá nhân hắn, hoàn toàn khác nàng. Bẵng đi một thời gian, Thiên Diện bắt gặp một thiếu nữ đồng loại khác trên Nguyệt Lượng Tuyền. Rút kinh nghiệm lần về lạc phòng, nàng không bày trò tiếp cận mà đánh ngất bắt luôn cô ta về tộc. Cô gái kia tên là Nguyệt Dung, tuy không là vòng nhưng cô ta và nàng có chút khác biệt. Cô ta là một bán hồn nhận truyền thừa gia tộc chứ không phải là trọng sinh. Gia tộc nàng đã bị diệt môn, nhưng ít ra nàng ta vẫn giữ được dung nhan xinh đẹp của mình. Còn Thiên Diện, nàng bản tính đã là một người lạnh lùng, trọng sinh và một người dùng nhàn bị hủy càng khiến nàng thêm khép kín. Không ai nguyện ý muốn tiếp xúc về vòng hồn, còn là một vòng hồn xấu xí. Thiên Diện gần như không có ai quá gần gũi ngoài đại tổng quản. Chân diện của nàng quá đỗi kinh khủng, kể cả đối với tộc nhân quen nàng. Nhất là khi nàng bị thương, thần lực hao tổn. Lúc đó, người ta sẽ không còn nhìn thấy hình dạng một thiếu nữ nào nữa, mà là một cái đầu quỷ. Thiên Diện quỷ thủ, chưa thủ nghĩa là cái đầu. Thiên Diện khinh công được một đoạn đường, đột nhiên cả người khựng lại đáp xuống đất, lạnh lùng hỏi vào trống không. Hả? Các người rốt cục là ai? Rất nhanh, một nhóm người xuất hiện ngay phía sau nàng ta. Thì chúng ta là ai không quan trọng, chỉ cần ngươi biết mình là ai là được rồi. Hả? Điều đó liên quan gì ngươi? À, ra là nhóm người Đoàn Mộc Duệ. Chỉ nghe Lâm Hàm Uẩn nói. Có lẽ là không liên quan, có lẽ là có một chút. Nghe nói chẳng mấy người có thể sống sót dưới một chiêu của Thiên Diện quỷ thủ. Hả? Ngươi từng bỗng thất bại của ta? Thiên Diện sát khí hiển lộ, nhưng Lâm Hàm Uẩn lại không hề tỏ ra sợ hãi. Không thể không nói, cô nàng này tuy không có một tèo võ công phòng thần nào, nhưng luôn mang trên mình một thái độ tự tin đến kỳ lạ, phảng phất mọi chuyện dù tốt dù xấu đều nằm trong tính toán của nàng ta. Lâm Hàm Uẩn thản nhiên phân tích. Ngươi trước khi giao chiến đã bị thương, cho nên cũng không tính là thất bại. Trọng yếu là ngươi gặp phải khắc chế, từ xưa đến nay tương khắc là tối quan trọng. Hơn nữa, có những chuyện không hẳn cứ võ công cao là giải quyết được đâu. Vẫn nói nhảm, nếu như phải tìm cớ, bổn tòa cũng không cần kẻ khác làm thay. Nói, các ngươi muốn gì? Gặp gỡ khách hàng. Hả? Khách hàng? Lâm Hàm Uẩn cười cười đáp. Ta là một người chuyên phục vụ cho chiến tranh. Thiên Diện nghĩ đến gì đó, bỗng nói. Ngươi là người tiên tí, chính là kẻ mua chuộc Bạch tiểu thư. Xem ra, các ngươi tuy chôn mình trong cái góc đó, nhưng có nhiều chuyện vẫn tỏ tường đấy. Trước khi nhà mình lập quốc, vào thời Ngũ Hồ làm loạn Trung Nguyên, Bắc Yên tiên tế của Mộ Dung Thị là một nước khá mạnh trong Ngũ Hồ thập lục quốc. Toàn bộ Hà Đông, Hà Bắc này đều là lãnh thổ của nước này. Lâm Hàm Uẩn đưa một tay vuốt tóc, ông Dung nói. Một tên hào kiệt địa phương, căn bản không có bao nhiêu hy vọng. Tộc nhân các ngươi ở Minh Nguyệt. Thiên Diện ngăn mất đoạn sau, nói. Một chút tin vặt đã muốn uy hiếp bổn tọa sao? Ngươi hoàn toàn không có võ công, chỉ cần bổn tọa động một cái, ngươi đã hồn lìa khỏi xác. Ngươi sẽ không làm vậy đâu. Lâm Hàm Uẩn nhẹ nhàng cười, tựa như lời uy hiếp của Thiên Diện chỉ là một lời bồng đùa. Hả? Ngươi lấy gì chắc chắn? Bởi ta nhìn thấy. Hả? Nhìn thấy? Lúc này, đôi mắt của Lâm Hàm Uẩn đột ngột sinh dị biến,
hai con người trong suốt bỗng dưng đổi màu. Thiên Diễn nhìn thấy không khỏi lạnh giọng. Hả? Thiên Nhẫn, ngươi cũng là bán hồn? Giọng nói của nàng ta lần đầu tiên toát lên sự ẻ ngại. Lâm Hàm Uẩn cười cười nói. Thế nào, bây giờ đã có thể tin lời ta nói rồi chứ? Đồng loại bất đồng đạo, thiên cương địa sẵn chưa bao giờ cùng đường. Lâm Hàm Uẩn cũng không buồn hỏi xem thiên cương địa sắt rốt cuộc là chuyện gì, chỉ hỏi. Ngươi không thấy mình quá cô độc sao? Một kẻ khắp nơi là kẻ thù, cho dù có võ công thông thiên cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Không cần ngươi phải nhiều lời. Thiên Diễn nói xong câu, đột ngột vùng chảo đánh tới. Đoan Mộc Duệ là người đưa chiều đầu tiên. Nam Cung Thanh Vân và Hỏa Lệ lập tức thủ chức người Lâm Hàm Uẩn. Ngay sau đó, đám trung niên vẫn luôn đi theo Lâm Hàm Uẩn vây lấy Thiên Diễn. Hai bên liền rơi vào thế cân bằng. Lâm Hàm Uẩn không hề bị ủy hiếp, trái lại còn tỏ vẻ vô cùng tự tin, nói: Cái ta đem ra giao dịch không phải thiên nhãn của ta, mà là tin tức ta có. Như đã nói, đôi khi võ công không phải là tất cả. Lâm Hàm Uẩn sống ở Kim, nơi mà thanh niên nam nữ đều sùng bái võ lực. Nàng có thừa tố chất, cũng có thừa điều kiện để có thể luyện được một thần bản lĩnh, bởi vì sư phụ nàng là Hắc Lão. Nhưng nàng lại không muốn luyện võ, chủ trương dùng trí tuệ để đánh bại thiên quân. Thiên Diễn trầm mặc, Lâm Hàm Uẩn nhìn đó lại tiếp tục. Các ngươi tuy có nhiều cao thủ, nhưng khuyết thiếu nhất chính là tin tức, có đúng không? Tình báo của ta hữu dụng đối với kế hoạch của các ngươi, nói cách khác là đối với các chính sự sinh tồn của các ngươi. Tiên tỷ các ngươi thì khác sao, cũng đang tìm cách sinh tồn mà thôi. Điều này ta không phủ nhận, vì vậy hôm nay ta mới ở đây. Thiên Diễn nhíu mày chốc lát, có lẽ cảm thấy thời gian đang gấp rút, liền nói: Ngươi rốt cuộc là muốn gì? Kẻ vì chiến tranh phục vụ, tất nhiên hy vọng chiến tranh xảy ra, ta muốn hợp tác. Nhìn Lâm Hàm Uẩn chốc lát, Thiên Diễn nghĩ nghĩ gì đó, rút cục rút lại sát ý. Lát sau, hai bên qua lại thêm vài câu gì đó, Thiên Diễn liền đảo thân rồi biến mất. Chỉ là trước khi rời đi, nàng ta lại để lại Dương Diệu Trần bất tỉnh cho đám người Đoàn Mộc Duệ, chỉ mang theo tiểu cô nương Phi Yến, xem ra là một phần giao dịch. Đợi cho Thiên Diễn khuất bóng, Nam Cung Thanh Vân nhịn không được ghé mắt tò mò. Hả? Hàm Yên tỷ, cái thiên nhãn kia là chuyện gì vậy? Thực ra, đi theo Mộc Hàm Yên đã lâu, Nam Cung Thanh Vân cũng biết Hàm Yên tỷ có khả năng gì đó khác người. Giống như mỗi lần dùng đến, thì có thể liệu được sự việc xảy ra cách cả ngàn dặm. Có điều mãi hôm nay mới nghe đến tên của nó là thiên nhãn. Lâm Hàm Uẩn xoay người không nói, Nam Cung Thanh Vân đặt quay sang Đoàn Mộc Duệ. Đoàn Thúc, Thúc có biết không? À, Thanh Vân tiểu thư, chuyện này ta cũng không có rõ đâu. Chẳng qua, ta lại có một câu nhắc cô. Có những chuyện biết rồi cũng không có lợi lộc gì, ngược lại còn đem đến rắc rối đấy. Nam Cung Thanh Vân sụ mặt. Làm như ta là trẻ con không hiểu chuyện không bằng. Chỉ là một câu chuyện mà thôi, đáng sợ đến vậy sao? Đoàn Thúc chỉ cười lắc đầu. Thôi, tam chuyển mắt. Tại Trường An, bên trong Hoàng Cung. Giúp cận viện, hôm nay là ngày công nữ mới tiến cung, mỗi 3 tháng một lần. Hoàng Cung là chốn âm hiểm, hàng ngày có không ít công nữ phạm lỗi bị đánh chết, hoặc là lao lực bệnh chết, gia cả bị đuổi đi các thứ. Cho nên, cứ vài 3 tháng lại phải tuyển bổ sung. Lúc này, trước sân Dục Cẩn Viện đang có một tiểu công nữ khóc lóc cầu xin. Tiểu Thanh tỷ, muội quả thực vừa mới ốm dậy, cho nên không thể chạy được, mới muộn có một chút. Đến trễ thì phải chịu phạt, lý do cái gì? Công nữ Tiểu Thanh kia định giơ tay đánh thì bị ai đó chụp lại. Tiểu Thanh tỷ, cô còn chưa đến mà, hay là tha lỗi cho muội ấy đi. Tiểu Thanh bị chụp đau hết cả tay, quay đầu muốn quát. Hả? Ai dám? Hả? Tiểu Uyển?
Tiểu Thanh tuy hậm hực cả mặt, nhưng lại không thể làm gì hơn. Khác với mấy tháng trước, hiện tại, ả đã không thể trách phạt Tiểu Uyển được nữa. Cũng không phải vì Tiểu Uyển có vị cô nào trong lưng, mà vì chức vụ hai bên đang ngả nhau đều là nữ sử. Nữ sử là một loại công nữ đặc biệt, coi như tài mắt của các cô ở Dụng Cần Viện. Nếu xem Dụng Cần Viện như một ký túc xá nữ gồm nhiều phòng, thì nữ sử chính là các chủ phòng. Mặc Tiểu Thanh ánh mắt thù hận một bên, Tiểu Uyển nói vài câu nhẹ nhàng dặn dò công nữ mặc lỗi nọ, rồi lại bình thản về chỗ. Bên dưới, vài tiểu công nữ bắt đầu tỏ nhỏ. Này, vị tỷ tỷ kia là ai vậy? Tốt bụng thật nha. Nàng ta tên là Tiểu Uyển, mấy tháng trước vào cung cũng từng đi trễ, thế nhưng nhờ cô người ra mặt nên không hề hấn gì. Sau đó mấy tháng liền thành nữ sử đấy, thật là hâm mộ. Một công nữ có vẻ bỉ quan nói: Ai ra vậy, sống trong chốn cung cấm này không có người quen, căn bản một bước cũng khó đi. Ta còn nghe nói, nghe đâu tỷ ta chỉ là cháu gái một đạo trưởng mà thôi, không hiểu sao vào cung lại quen biết với thượng nghi đại nhân, rồi cả điện tiền thị vệ, cũng tài tình thật đấy. Một công nữ có đôi mắt xích hạ giọng: Vậy thì các ngươi không biết rồi, bởi vì cô ta có diện mạo giống một vị nương nương. Hả, nương nương? Nghe đến chuyện bắt quái, cả đám công nữ đều dọc tay vào. À, lẽ nào là... Ta hồi mới vào cung cũng từng nghe đồn về vị nương nương đó, nghe đâu đang rất được sủng ái thì đột nhiên vì chuyện gì đó mà bị phế đi. Nếu không, có khi ngôi hoàng hậu hiện tại đã là của bà ta rồi. À, cái này ta cũng biết nè, bởi vì bà ta sinh ra một con quỷ. Hả? Sinh ra quỷ sao? Cả đám cung nữ chẳng miệng sợ hãi, cung nữ mặt sạch lại ra vẻ hiểu biết, nói: Ừ, đúng rồi, chuyện này là do biểu tỷ của ta đang làm cung nữ cho tần tài nhân nói. Vậy công chúa kia khi sinh ra đã có đôi mắt đều là màu xanh, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, sau lưng nghe nói còn có cả cánh như là rơi ấy. Thái hậu nương nương cho đó là điểm cực xấu, cho nên lập tức cho người đánh chết. Còn vị nương nương kia cũng bị biếm chuất theo. Một công nữ cầm gạch bĩu môi: Ta không tin đâu, trên đời làm sao lại có ma quỷ chứ, có khi chỉ là lời đồn thất thiệt thôi. Đúng lúc này, Tiểu Thanh lớn tiếng hô: Cô đến, tất cả trật tự. Sau đó là một đoàn nữ quản đi vào, cảnh tượng giống như ngày Tiểu Uyển nhập cung vậy. Tiểu Uyển đứng một bên trầm tư. Đoàn bàn tán vừa rồi của đám cung nữ, Tiểu Uyển được nghe rõ. Thực ra, thời gian gần đây, Tiểu Uyển thường xuyên nghe đến các cung nữ bàn tán mấy cái chủ đề này. Bọn họ nói cô được các đại nhân để ý là vì dùng mạo giống một vị phi tử họ vệ nào đó, nhưng cô hoàn toàn không có chút ấn tượng. Tiểu Uyển vốn không muốn để tâm, nhập cung chỉ hy vọng an an ổn ổn. Nếu may mắn được làm nữ quan, cô sẽ nhờ quan sai đi tìm đại ca. Chỉ là cô lại dần bị kéo vào các mối quan hệ đấu đá lằng nhằng giữa các vị nữ quan, thậm chí liên quan đến cả nương nương nào đó. Nửa ngày sau, cung nữ mới đã làm xong thủ tục lục đục về các phòng làm việc. Tiểu Uyển nhân thời gian giải lao bèn đi dạo một vòng bên ngoài Dụng Cẩn Viện. Đây là đặc quyền chỉ có nữ sử mới có, cung nữ bình thường muốn ra ngoài đều rất là nghiêm ngặt. Vừa rảo bước, Tiểu Uyển vừa suy nghĩ xuất thần: Đại ca, Tiểu Hoa lớn rồi đã có cả chức quan nữ sử, muội cũng không biết nó là chức vụ gì đâu, nhưng chắc có thể là do đại ca rồi đấy. Với lại muội làm quan rồi chắc chắn không phải lo tiền ăn, không phải đi ăn mày nữa. À, muội còn học được võ công nữa nha, rất là lợi hại, có thể đánh ngã được nhiều người lắm. Nếu không đánh được có thể bay lên không mà chạy trốn, đảm bảo không ai bắt được muội đâu. Tiểu Uyển chỉ mới 15 tuổi, tuy bề ngoài luôn tỏ ra điềm tĩnh, kỳ thực bên trong suy nghĩ vẫn chỉ là một nữ hài. Bây giờ chỉ cần gặp được đại ca, hai huynh muội chúng ta sẽ không lo ai bắt nạt nữa. Nếu có ai dám gây sự, không cần đại ca phải chịu đòn nữa, muội sẽ ra tay đánh hắn xin tha mới thôi. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật vui vẻ, thật vui vẻ. Tiểu Uyển ngước mặt lên trời, trong đôi mắt đượm buồn ấy nhưng lại tràn trề hy vọng.
Ngay lúc này đây, người cơ muốn chia sẻ nhất vẫn không biết đang ở đâu. Uyển Tí, Uyển Tí! Có tiếng ai đó gọi. Tiểu Uyển quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người lấp ló đằng xa, đang vẫy tay với mình. Hả? Tiểu danh tử? Hóa ra là tỷ ở đây, làm đệ phải hỏi mấy công nữ kìa mày. Kìa là một tiểu thái giám, nhìn ra người có lẽ mới chừng 13-14 tuổi. Thời gian qua, được thăng lên nơ sở, Tiểu Uyển bắt đầu được đi lại trong cung, không còn lẩn quẩn ở dụng cẩn viện như trước. Mặc dù những cung điện lớn trong tam cung cô vẫn chưa được phép tiến vào, nhưng tiểu viện hoàng cung thì cô có thể đến. Cũng nhờ đó mà cô quen biết với tiểu thái giám này. Tiểu Uyển vào cung cũng đã vài tháng, nhưng cô lại không hòa nhập được sinh hoạt trong cung lắm. Cô cũng không giỏi kết thân với ai, thành ra ở toàn Trần Bảo Lâu chỉ quen với tiểu Bích. Chẳng qua tiểu danh tử này tính tình dễ gần, thêm nữa xuất thân hình như công tử nghèo khó, hai người nhờ đó mà nhanh chóng thân thiết. Tiểu danh tử liếc ngang liếc dọc, xác nhận không có ai khác mới lo toàn chạy lại. Đệ nghe nói hôm qua tỷ lại vừa bị vị quan chính trách phạt cái gì sao? Không có gì, chỉ là vài việc nhỏ nhặt mà thôi. Tiểu Uyển cười nhẹ, nhưng tiểu danh tử lại là bộ nghiêm trọng. Tỷ á, tỷ phải cẩn thận nha, công nữ trong cung không ai không ăn ít đau khổ của bà ta, thì có gì thì cố nhịn một chút vậy. Tỷ biết rồi, mà đệ tìm ta có chuyện gì không? Tiểu danh tử vừa đầu nhớ ra. À, cái đầu của đệ thật là chuyện tỷ cần đệ đã hỏi thử rồi. Hả, chuyện gì kia? Thì chuyện vì đại ca của tỷ đó. À, đệ hỏi được gì rồi? Tiểu danh tử hơi đỏ mặt, nói. Thực ra cũng chưa hỏi được gì cả. Đệ chỉ là nhờ mấy tên hay xuất cung mua đồ vật cho chủ nhân, có tiện thì hỏi hộ thôi. Chỉ là bọn chúng cũng không nhiệt tình cho lắm. Tiểu Uyển nghe vậy lại thất vọng, nhưng ngay lập tức lại vui vẻ. Thực ra cô cũng biết chuyện này vô cùng khó khăn. Cô cũng rất cảm kích tiểu danh tử. Từ khi nghe Tiểu Uyển kể về đại ca, liền xung phong chạy đồng chạy tây nghĩ cách giúp cô. Cô liền nói. Không sao, ta cũng biết không có nhiều hy vọng mà. Tiểu danh tử ngắt lời. Hay, thì nghe đệ nói hết cái đã nào. Đúng là không hỏi được tin tức của đại ca, nhưng bù lại lại tìm được người có thể sẽ biết. Hả? Thật sao? Là ai? Tiểu Uyển không giấu được sự chờ mong. Khâm Thiên Giám, Yến đại nhân. Hả? Khâm Thiên Giám? Trong cửu giám, Khâm Thiên Giám tương đương tổng cộng khí tượng thủy văn. Chẳng qua thời đại này không có môn khí tượng học, thành ra chức quan Khâm Thiên Giám thường được giao cho một nhóm đạo sĩ. Giám chính họ Yến kia là đệ tử Lạc Dương Yến gia, có thể coi như là một nhánh thiền sư. Tiểu danh tử nhìn vẻ mặt lưng lự của Tiểu Uyển, nói. Tiểu Uyển tỷ cũng đừng cơ vội khinh thường, nói cho tỷ biết. Ngay cả quản gia có quốc sự hệ trọng cũng đều hỏi Yến đạo trưởng đấy. Không phải là ta khinh thường, ta chỉ là... Tiểu Uyển lắc lắc đầu, bản thân cô cũng là đạo sĩ, đương nhiên không có cách nhìn phiến diện về đạo sĩ. Chẳng qua toàn chân giáo xem trọng luyện nội đan, cho nên đối với những thuật bói toán tử vi kia thì không có để tâm. Cô nói. Mà ông ấy là đại quan, muốn gặp mặt đã khó rồi, là hỏi một việc còn con như vậy thì có sao không? Tiểu danh tử thật thật bí bí nói. Vị đại nhân này có một tật xấu, đó là hơi ham tài một chút, chỉ cần có đồ đạc nhìn vừa mắt ông ta đều nhận giúp hết mà. Nhưng ta làm gì có thứ quý giá đâu. Hết, việc này thì tỷ yên tâm, có đệ ở đây rồi. Thấy Tiểu Uyển vẫn còn ẻ ngại, tiểu danh tử tiếp tục rèn sẵn khi còn nóng, nói. Tỷ sợ mất tiền mà hỏng việc sao, Yến đại nhân có thiên nhãn đấy. Hả, thiên nhãn là gì? Ý đệ là ông ấy rất là tài ba, nghe nói năm trước trong cung có vị tài nhân muốn tìm người thân đã thất lạc nhiều năm, thế mà sau nhờ có Yến đại nhân đến tự ra nhìn một cái liền biết người đó đang ở đâu, chỉ tiếc là khi tìm ra thì đã chết rồi. Tiểu Uyển trợn mắt há mồm. Hả, còn có cái thứ đạo thuật lợi hại như vậy sao? Thực ra
Cái loại chuyện nghe viển vông này, ngay cả với thời hiện đại thì cũng thi thoảng xuất hiện, gọi là cái nhà ngoại cảm gì gì đó. Tiểu danh tử hồ hởi nói, cho nên đệ mới muốn dẫn tỷ đi xem, nói không chừng ông ấy lại có thể đoán ra đại ca của tỷ đang ở đâu. Mà kể ra không chính xác thì biết đại khái phương vị cũng tốt hơn là mù mịt như bây giờ. Tiểu Uyển nghe vậy liền tỏ vẻ lưỡng lự. Chẳng qua không thử cô cũng không có cách gì. Tiểu Uyển không nghĩ nhiều nữa, cũng hào hứng gật đầu đi theo. Chư vị vừa nghe xong tập 104 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 105 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn.